Xin chào toàn thể các bạn đã quay lại với kênh của Khởi Nguyên. Hôm nay thì mình làm một cái video này để chia sẻ với các bạn một cái bí mật về Internet mà rất nhiều người chưa biết đến. Đó là một cái hình thức kiếm tiền online từ Internet, hay người ta còn gọi nó là MMO. MMO là cụm từ viết tắt của Make Money Online, có nghĩa là các bạn sẽ sử dụng các công cụ là Internet để có thể kiếm ra được tiền. Tất nhiên là không có hình thức nào là dễ dàng, và nếu như các bạn có kiến thức, có những cái kỹ năng về Internet Marketing thì cái số tiền bạn có thể kiếm được từ Internet là vô hạn nhé. Và trên cái kênh của mình sẽ làm những cái chuỗi video để hướng dẫn cho các bạn về những cái cách thức kiếm tiền từ Internet, giúp cho các bạn có thể kinh doanh, quảng bá hoặc là làm những công việc liên quan đến Internet mà có thể kiếm được tiền trên cái nền tảng đó một cách rất là thuận tiện nhé. Và cái hình thức này nó là hoàn toàn có thật và đã giúp cho rất nhiều người tạo ra được một nguồn thu nhập thụ động lớn. Thì nếu như bạn muốn có một công việc mới, muốn có một nguồn thu nhập ổn định và không phải chật vật ở ngoài, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin, nghiên cứu thêm và đọc thật nhiều những cái video mà mình có hướng dẫn ở trên kênh này. Thì mình hy vọng rằng những kiến thức mình cung cấp sẽ giúp cho các bạn. Mình đã làm về Internet Marketing được gần 10 năm nay rồi, và mình cũng thông qua đó thu được cho mình những cái lợi ích rất là lớn, và thậm chí giúp mình xây dựng được cái doanh nghiệp và phát triển được những cái sản phẩm dịch vụ của mình. Nó không chỉ giúp bạn bán được cái sản phẩm mà có thể giúp bạn tạo ra được những nguồn tiền từ rất nhiều cái nguồn khác nhau, từ rất nhiều cách thức khác nhau. Thì nếu như mà các bạn biết được về những cái bí mật về Internet thì nó thực sự hữu ích cho các bạn và sẽ giúp cho những cái tỷ lệ thất nghiệp của người Việt Nam được giảm xuống khá đáng kể, và giúp cho rất nhiều người còn đang bon chen ở bên ngoài xã hội kia để đi tìm kiếm một cái công việc mà với cái đồng lương ít ỏi có thể có được một cái nguồn thu nhập tốt hơn. Thì các bạn hãy xem video của mình và mình sẽ chia sẻ với các bạn tất tần tật những cái thông tin mà mình biết để giúp cho các bạn có được những cái kiến thức, có được cái nền tảng tốt nhất bắt đầu với công việc này. Ok, thì trong cái video hôm nay mình sẽ nói về tổng quan về hình thức kiếm tiền trên mạng được gọi tắt là MMO. Mời các bạn cùng theo dõi chuỗi video của mình nhé. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn trong cái video này. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ nói qua về cái hình thức kiếm tiền trên Internet, mình gọi nó là môn học về MMO. MMO thì nó được viết tắt từ cụm từ là Make Money Online. Từ lâu thì cư dân mạng đã không còn xa lạ với cụm từ MMO. Tuy nhiên là rất nhiều bộ phận không nhỏ của cư dân mạng thì vẫn chưa hiểu về MMO là như thế nào và kiếm tiền ra sao từ MMO, và kiếm được bao nhiêu tiền với MMO. Ngoài ra thì nó có những cái khó khăn thuận lợi như thế nào và có rủi ro hay không. Thì trước tiên thì mình sẽ đi về cái vấn đề thứ nhất, MMO là gì. MMO sẽ giúp chúng ta kiếm được tiền từ các website trực tuyến trên toàn thế giới mà không cần phải đi làm, không cần phải đến công ty. Bạn chỉ cần một chiếc máy tính có kết nối Internet, chúng ta sẽ trở thành cầu nối giúp cho các website bán được nhiều hàng hóa hoặc là giới thiệu thêm cho họ nhiều khách hàng. Và tiền mà các bạn kiếm được ấy chính là cái phần trăm lợi nhuận mà các website đó người ta bán được hàng. Và bản chất của MMO chính là một dạng marketing trên mạng mà người làm thì kiếm được tiền từ những cái công sức người ta bỏ ra. Những cái hình thức kiếm tiền từ MMO là như thế nào, cụ thể là như nào? Thì MMO nó chia ra rất là nhiều loại khác nhau. Có loại thì kiếm được nhiều tiền nhưng mà mạo hiểm, và có những loại an toàn thì kiếm được ít tiền. Còn những cái loại mà cao cấp hơn thì giúp chúng ta kiếm được tiền và an toàn. Tuy nhiên là chúng ta cần phải có những cái kiến thức nhất định trong cái lĩnh vực này. Thì sau đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái hình thức cơ bản. Nhất là về hình thức an toàn. An toàn thì các bạn có thể là tham gia trả lời khảo sát trên những cái website, hoặc là xem quảng cáo để lấy tiền, hoặc là các bạn tham gia vào kích vào những cái banner quảng cáo của các website trực tuyến, hoặc là đọc email, đặt bài cho các forum để lấy tiền. Hoặc là ngoài ra mình có thể upload những cái tài liệu lên những cái diễn đàn, những cái trang web. Và có thêm cái nhiều các hình thức khác, có nghĩa là bạn sẽ thực hiện những cái nhiệm vụ mà những cái website, những cái diễn đàn này người ta cung cấp cho bạn, và bạn sẽ thực hiện những cái nhiệm vụ đó, thì bạn sẽ kiếm được cái thu nhập từ cái việc mà bạn làm. Đây là các hình thức cơ bản.
Những cái hình thức này thì sẽ không yêu cầu nhiều kỹ năng và chi phí đầu tư ban đầu. Nó rất là phổ biến, bạn chỉ cần có điện thoại hoặc là có máy tính thì các bạn có thể thực hiện được cái hình thức này. Tuy nhiên là chính vì cái hình thức này phổ biến và dễ làm, thế nên có rất nhiều những cái hình website mà nó không uy tín ấy, nó có thể là không trả tiền cho các bạn. Vì thế nên nhiều người ngộ nhận rằng cái hình thức kiếm tiền trên mạng này là ít tiền và mất thời gian hay là dễ bị lừa. Đó. Hình thức thứ hai thì nó sẽ là hình thức nguy hiểm hơn. Các bạn có thể đầu tư trên những cái website về như là đánh đề hoặc là cá cược kiếm tiền hay là chơi bài kiếm tiền. Thì những cái hình thức này thì cái tỷ lệ mà lừa đảo là hơn 90%. Thì mình khuyên các bạn là không nên tham gia vào hình thức này. Rất nhiều người trắng tay về những cái hình thức lừa đảo này nhá. Và hình thức thứ ba là một hình thức cao cấp. Và một cái hình thức này là một cái hình thức mà rất phổ biến trên thế giới. Và mình muốn cho các bạn biết được về hình thức này chuyên sâu hơn. Các bạn có thể tìm hiểu sâu về hình thức này. Nó có thể giúp bạn có được một cái nguồn thu nhập rất là lớn. Hình thức này là hình thức affiliate marketing. Bạn sẽ giúp quảng bá hàng hóa, dịch vụ của một nhà quảng cáo nào đó để nhận được tiền công hoa hồng. Bạn sẽ được trả tiền hoa hồng từ nhà quảng cáo khi mà cái sản phẩm bạn quảng bá có một cái hành động như là kích vào cái quảng cáo đó, điền mẫu thông tin hay là đăng ký thành viên hoặc là mua hàng trực tuyến, thì các bạn sẽ được nhận được tiền hoa hồng trên những cái hình thức đó. Vậy MMO có phải lừa đảo hay không? Thì như mình nói ở trên, bản chất của MMO không phải là lừa đảo. Nhiều cái trang web bất chính đã lợi dụng cái MMO để lừa đảo nhiều người và khiến nhiều người bước chân vào cái MMO, làm miệt mài một thời gian không thấy cái website đó trả tiền thì ngã ngửa ra là gặp vào một cái website scam lừa đảo đó. Chỉ cần bị một vài lần như vậy thì họ sẽ nghĩ rằng 100% là MMO lừa đảo. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy nhé. Có rất nhiều các trang web MMO, những cái dự án kiếm tiền đã giúp cho rất nhiều người kiếm được rất nhiều tiền. Và nó đã có những cái minh chứng ở trên website. Nếu mà các bạn muốn tìm thêm các thông tin thì các bạn có thể xem rất nhiều những cái chia sẻ và về hình thức MMO này đã kiếm ra được cái thu nhập bạc tỷ cho rất nhiều người. Vì vậy thì khi mà các bạn quyết định làm cái lĩnh vực MMO này thì các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ về cái trang web của bạn đang định làm, xem là có ai nhận được tiền từ cái trang web này chưa, cái dự án này hay chưa, cái tuổi thọ của trang web này là bao lâu, lợi nhuận nó trả thấp hay là cao. Thì nếu mà thấp quá thì cũng không nên làm, và cao quá thì nên phải xem lại. Đừng có vì ham lợi mà các bạn làm một cách không có tìm hiểu, mù quáng thông tin. Và cách tốt nhất là các bạn nên tìm về một cái bậc thầy về MMO để các bạn đi theo và học hỏi. Rất nhiều bạn quan tâm về cái thu nhập của MMO sẽ như thế nào. MMO thì cái thu nhập của nó sẽ tùy theo các hình thức mà các bạn tham gia. Với những các hình thức cơ bản như là click quảng cáo, gõ captcha hay là xem video, từ đó thì thu nhập nó sẽ không cao lắm và các bạn sẽ phải làm rất là chăm chỉ thì mới có thể kiếm được nhiều tiền. Đổi lại thì các hình thức này thì hoàn toàn là an toàn và dễ làm, phù hợp với các bạn sinh viên. Các bạn muốn kiếm thêm thu nhập 1-2 triệu hoặc là 1-2 đến 5 triệu một tháng thì các bạn có thể làm theo hình thức này. Còn nếu mà các bạn muốn thu nhập mà cao trong vài ngày hay vài tuần thì các bạn đầu tư vào những cái website mà người ta đánh bài hay là người ta chơi cá cược đó, mạo hiểm ấy, thì cái này có thể kiếm được nhiều tiền nhé. Tuy nhiên nếu mà không có kinh nghiệm thì các bạn có thể bị mất trắng tay trong cái thời gian ngắn. Còn một cái hình thức kiếm tiền thu nhập khá cao và an toàn đó chính là hình thức là affiliate marketing. Nghĩa là các bạn sẽ tiếp thị cho những cái dự án đó, và cái dự án đó khi mà người ta kiếm được lợi nhuận, người ta sẽ trích hoa hồng cho bạn. Tuy nhiên như mình lưu ý, các bạn cần phải cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ những cái trang web, những cái dự án kiếm tiền mà các bạn tham gia để các bạn hiểu rõ về nó, các bạn chắc chắn là sẽ được nhận tiền từ nó. Vậy thì thanh toán qua cái hình thức này nó sẽ như thế nào? Để mà thanh toán thì các bạn phải có một cái tài khoản trực tuyến. Vì các bạn làm việc qua Internet và đặc biệt những cái dự án kiếm tiền trên mạng này chủ yếu là do các nhà đầu tư ở nước ngoài người ta tạo ra. Bởi vì cái đồng tiền ở bên nước ngoài nó sẽ có giá trị cao. Chính vì thế nên khi mà các bạn làm việc với số tiền là 1 đô ở bên nước ngoài thì nó đã tương đương với lại khoảng 23.000 tiền Việt ở Việt Nam mình. Ví dụ các bạn làm 1 đô có thể ở nước ngoài cái giá trị của nó không cao lắm, nhưng đối với Việt Nam mình cái giá trị của nó rất cao. Thế nên khi mà các bạn làm việc
trên cái internet này kết nối được với các công ty ở bên nước ngoài thì nó sẽ đem lại cái nguồn lợi cho bạn. Không ngờ đấy, một cái số tiền không ngờ mà các bạn có thể kiếm được từ nó. Bạn phải dùng một cái hệ thống thanh toán qua mạng, một cái loại tiền tệ trên internet, nó có cái giá trị tương tự như tiền thật đó. Ví dụ như là Bitcoin này, PayPal này, MoneyBooker này, hoặc là rất là nhiều các loại tiền tệ khác, thì cái loại tiền tệ này nó sẽ đều có giá trị tương ứng khi đổi ra tiền thật. Thì khi mà các bạn làm việc cho ai ấy, thì người ta sẽ quyết định trả cho bạn cái loại tiền tệ gì và cái thời điểm trả là khi nào. Điều thứ 7 mình nói đến này, tham gia MMO như thế nào. Đầu tiên thì các bạn phải nghiên cứu xem xét là các bạn sẽ tham gia về cái công việc gì. Các bạn sẽ chọn những cái công việc mà mình đã nêu ra như ở trên. Bạn nghiên cứu kỹ hơn về những cái công việc đó trong những cái diễn đàn, những cái book bàn luận về thảo luận về cái công việc đó. Các bạn nghiên cứu kỹ mỉ về cái công việc này, cố gắng hỏi han và xem những cái người đi trước của mình ai đã có thành công trong cái lĩnh vực này để các bạn học tập kinh nghiệm. Ngoài ra thì các bạn có thể lập những cái tài khoản thanh toán trên mạng như đã nói, thì tham gia vào công việc đã chọn thì các bạn đã bước vào một cái thế giới MMO rồi đấy. Cái điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn, có rất nhiều người hiện nay vẫn có suy nghĩ rằng MMO là không có thật, nó chỉ là một hình thức lừa đảo trên mạng internet và vốn nó tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Tuy nhiên trên thực tế MMO lại là một hình thức kiếm tiền rất hiệu quả và là một trong những xu hướng cực hot trong những năm gần đây. Thời buổi 4.0 thì các bạn đều làm việc trên internet này, các bạn đều trao đổi thông tin, dữ liệu hoặc là làm những công việc trên internet, mua hàng. Trước kia thì có thể phải đến những cửa hàng để mà ăn uống đúng không? Nhưng bây giờ thông qua internet các bạn có thể làm được những cái công việc đó hoàn toàn là đơn giản bằng những cái thao tác. Thì cái hình thức kiếm tiền trên MMO nó là một cái hình thức hoàn toàn có thật. Và thậm chí cái việc mà kiếm được tiền, mua đất, mua nhà, mua siêu xe bằng cái tiền kiếm được thông qua MMO diễn ra thường xuyên. Cái điều này thì nếu như các bạn tìm hiểu chuyên sâu về nó thì các bạn sẽ thấy được rằng nó là một cái thị trường rất là rộng lớn. Mình có thể nhận định rằng nó giống như là một cái kho báu mà đang được người ta đang khai phá. Và nếu như các bạn là những người tiên phong, những người trẻ, những người đam mê công nghệ, những người thích làm việc trên cái giao diện với internet thì nó là một công việc cực kỳ phù hợp với các bạn. Rất nhiều công ty lớn nhỏ sẽ trả tiền cho bạn nếu như bạn làm được một cái điều gì đó có lợi ích cho việc phát triển của họ, hoặc là sẽ trở thành đối tác với họ. Không quan trọng bạn là ai, không quan trọng là bằng cấp gì, độ tuổi của bạn bao nhiêu, chỉ cần bạn có năng lực thì MMO hoàn toàn có thể đem lại cho bạn lợi ích. Ok, thì video mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn muốn quan tâm và muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về cái lĩnh vực MMO thì hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video mà mình ra. Bởi vì mình sắp tới mình sẽ ra rất nhiều những cái hình thức các bạn có thể kiếm được tiền trên internet. Và những cái hình thức này nó sẽ khiến cho các bạn phải ngạc nhiên và các bạn phải thốt lên một câu rằng ồ, tại sao mình không biết về nó nhỉ. Và ước rằng là mình biết được nó sớm hơn thì có thể giờ đây cũng không phải bị hạn chế về khả năng tài chính, không còn cảm thấy khó khăn về cái việc kiếm ra được một vài triệu một tháng. Một vài triệu một tháng nó sẽ là một cái hình thức ít nhất thôi. Theo mình nghĩ nếu như các bạn là những người làm việc chưa được chăm chỉ lắm thì một vài triệu trên một tháng nó là một cái hình thức trong tầm tay, nó quá đơn giản. Thì các bạn hãy đón xem những cái video của mình chia sẻ nhé. Mình sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hoàn toàn hữu ích. Mình sẽ dành thời gian để ra thật nhiều những cái video hữu ích cho các bạn, mong rằng sẽ giúp cho các bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là điều mà mình mong muốn. Khi mình chia sẻ những cái video về hình thức MMO này, điều mình mong muốn là các bạn sẽ có thêm được kiến thức, các bạn có thêm được những cơ hội, những công việc mới trên cái thị trường cực kỳ rộng lớn như này. Nó sẽ không bao giờ khiến các bạn thất nghiệp, đó là điều chắc chắn nhé. Và hãy đăng ký kênh để theo dõi, đón xem những cái video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn. Qua video mình chia sẻ ở trên thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ có những cái nhìn tổng quan về công việc MMO, một cái công việc mà rất nhiều các bạn trẻ hiện tại đang theo đuổi. Những bạn trẻ yêu thích về làm việc trên internet, bạn trẻ yêu thích về công nghệ thông tin trên cái nền tảng này. Hy vọng rằng các bạn sẽ có được một cái trải nghiệm mới qua cái video mình chia sẻ ở trên.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.